Xin chào cả nhà đang xem kênh của Bình nha. Hôm nay Bình sẽ review cho cả nhà xem cách thức đóng hoa hoàng anh, thạch thảo và một số loại hoa khác nha, để gửi đi các vựa, các chợ lớn trong thành phố Hồ Chí Minh và ngoài Hà Nội nha. Hy vọng mọi người hãy theo dõi xem để xem nha Bình đóng hoa như thế nào và hoa đẹp hay không nha. Ai cần đóng hoa thì có thể liên hệ với Bình qua số điện thoại trên màn hình. Mình sẽ đóng hoa đi cho các bạn nha, gửi ra tận nơi. Giờ các bạn hãy theo dõi xem cách thức đóng hoa của nhà mình như thế nào và sự vui vẻ, nhiệt tình của đóng hoa trong gia đình nhà mình nha.
Vậy là kết thúc một buổi đóng hoa của nhà mình rồi nha. Hy vọng mọi người xem sẽ thấy vui và nhớ đăng ký kênh cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau.